Đây là tôi xin chào tất cả các anh em càng thủ đam mê cá tầm tổ quốc. Hôm nay tục lên một clip gần một lô càng câu anh em. Thì lô càng câu này một lô càng câu hàng tỉnh, có hàng lô máy ngang và máy đứng. Thì chất liệu toàn là chất liệu carbon nha anh em. Rồi đếm vô cụ thể từng cái cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi tổng nếu hàng lẩu clip ra đó anh em gửi qua cho em nhé. Rồi cảm ơn anh em. Cái thứ nhất tham khảo. Thì cái thứ nhất lên cho mọi người một cây cần của Shimano, một cây cần lua Shimano. Phan ship nhá. Thì cái độ mới theo đánh giá ra tầm khoảng 90% nha anh em. Rất là mới luôn. Bách hãng bách Shimano. Tem đầy đủ nha. Phan ship nha mọi người. Bu chống sắn. Hàng foil foil carbon. Rất là đẹp luôn. Thì cây này một cây Shimano Acid. Đây mọi người. Đó. Thì cái này tải mồi từ 7 đến 18 gram, tải dây từ 6 đến 14 lb. Thì cái này hàng của China xuất Nhật nha, mà có đầy đủ. Thì cái này nó nặng là 110 gram, đọt 1 ly 6. Dài là 1m98 nha nè, dài 1m98, độ cứng tương đương với ML. Đó, cái này luôn lóc luôn trẻ mà hết bài luôn. Nguyên bộ fan sheet nhìn rất là ngầu nha mọi người, rất là mới luôn. Fan rất là bóng nè. Đó. Rồi, giá công khai cái số 1. Giá công khai là 1.400.000 nha anh em, 1.400.000 cái số 1. Rất là mới luôn. À, cái số 1. Tiếp theo cái số 2. Cái số 2 em lên cho mọi người khoảng một cây cần lua. Thì cái số 2 em lên cho mọi người một cây thương hiệu của Abu. Nè mọi người, hàng Abu. Thì cái này một cây Abu Hosting. Độ cứng là độ cứng L, dài 1m98. Dài 1m98, độ cứng L, khoen vẫn là fan sheet nha anh em. Đó. Thì clip này em lên là toàn bộ là fan sheet hết nha. Mà fan sheet đá sứ bóng nè mọi người. Fan chân đen. Bát là bát Pussy. Bát là bát Pussy. Fan là fan Pussy sheet. Cán là cán bằng. Cán liền. Đó. Thì cây Abu này nó có xuất sắc nha mọi người. Cây Abu có xuất sắc. Abu đó đây. Carbon nha mọi người. Đây, nó xuất sắc li ti nè. Đó. Cây này về anh em câu tôm, lưu suối, câu chẽm là rất là ok luôn nha. Thôi là khỏi chơi rồi. Đó, có xuất sắc li ti nè. Đó. Thì cái này nặng là 105g, đọt 1.5, dài 1m98. Thì cái này tải mồi từ 3.5g đến 14g, tải dây từ 4 đến 12 lb. Rồi, giá cây số 2, giá là 1.100.000 nha mọi người. 1.100.000 cộng ship cây số 2. Anh em có thể về lua chẽm hoặc có thể lua mực cũng được, rất là ok. Tiếp theo cây số 3. Thì cây số 3 em lên cho mọi người một cây cần Abu. Đó. Thì cây Abu số 3 là một cây full túi. Cây này độ mới ra tao rõ tầm khoảng 90-95% nhé. Rất là mới luôn. Đây. Anh em nhìn cán bằng nữa nè. Còn rất là mới luôn. Thì hàng Abu này thì bát của nó là bát Pussy nha anh em. Bát Pussy Japan. Đóng chữ rõ ràng cho mọi người nè. Đó. Bát Pussy. Fan là fan sheet nha. Fan là fan sheet. Đó. Thì nguyên lô này là nguyên lô cần fan sheet hết. Fan rất là xịn. Rất là bóng nha. Cây này cũng còn cực kỳ mới luôn. Đó. Đó mới cái này đâu đó ra tầm khoảng 95-93% nha. Carbon sẵn nè. Đọt carbon sẵn nha nè. Rất là đẹp. Fan là fan Fuji, fan sheet. Thì cái này dài là 1m8 nha mọi người, dài 1m8, độ cứng vẫn là độ cứng L. Đó. Chuẩn cho nên lưu chẽm, lưu mực. Đó, anh em đánh nhầy. Đánh màu giả. Thì cái này nặng là 95g, đọt là 1.4 ly, dài 1m8. Thì cái này tải mồi từ 0.87g đến 10.5g, tải dây từ 4 đến 12 lb. Rồi, cây số 3, giá công khai là 1.400.000 mọi người. 1.400.000 cây số 3, cây Abu Fancit. Đó, xin xò. Rất là xịn nha mọi người. Tiếp theo cây số 4. Thì cây số 4 lên cho mọi người là một cây cần hàng thương hiệu của Mỹ. Một cây hàng Palmfit. Còn đại bàn. Đây, một cây Palmfit. Đó. Thì bát là bát Palmfit, bát hãng
fan là fan Fuji anh em, fan Fuji, fan xít. Xít này xít đá dày luôn á mọi người. Fuji nè, đó. Cán là cán bằng nha anh em, cán bằng. Đây, phần bước đóng dưới đất luôn nè. Thì cái này dài 1m98 nha mọi người, dài 1m98, độ mới cái này gâu đó ra tầm khoảng 90%, rất là mới. Phen sứ đá cũng cực kỳ dày nha anh em, theo keo chảy gần ok hết nha. Bu xít luôn nha mọi người, bu xít luôn. Dính keo nè. Tất cả còn rất là đẹp luôn. Thì cái phôi của phần bếp nha, dạng phôi mềm nha anh em, nó dũ nguyên cần luôn á. Thông số nó đây, nó dài 1m98, tải mồi từ 4 đến 10 lb. Thì cái này nặng là 100g, đọt 1.7 ly, dài 1m98. Thì cái này tải mồi từ 3.5g đến 10.5g, tải chay từ 4 đến 10 lb. Rồi cái số 4 giá công khai là 1.4 triệu nha anh em, 1.4 triệu cái số 4. Thì cái này dạng anh em về lúa suối đó. Công là công hình chữ C nên mọi người, nó test độ công cho anh em xem. Đây. Công nó có độ nảy nha. Đó, phôi thằng phần bếp nó công bằng nguyên cần. Về lô suối, lô chẻm rất là ok, con tôm. Đó. Phen thì khỏi chê rồi. Rồi, giá cây số 4 giá là 1.4 triệu nhé. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 lên cho mọi người một cây cần của Majorap. Dòng Majorap đây. Anh em, Majorap đây. Thì dòng cần này nổi tiếng ngay. Đó, hàng Majorap chuyên như cần lùa. Phen là phen K, phen Fuji, phen xít nhé. Phôi là phôi carbon. Bát là bát Fuji, Majorap. Thì cây này độ mới cũng ra tầm khoảng 90% nha anh em. 90-93%, rất là đẹp luôn. Anh em, phen nữa đây. Đó. Keo chỉ thì nguyên zin. Bu chống sắn. Rất là mới nha anh em. Phôi phong carbon. Thì những cây này nè, anh em đánh chẻm rất là ok luôn, phản hồi rất là ok. Đó. Phen khỏi chơi rồi. Đó, phen xít. Đó, rất là mới bóng. Thì cây này nặng là 100g, đọt 1 ly 6. Thì cái này dài là 2m04 nha anh em, dài 2m04. Thì cái này tải mồi từ 175g đến 7g, tải dây từ 4 đến 8 lb. Rồi, cây số 5, giá công khai là 2 triệu nha mọi người, 2 triệu cây số 5. Thì tất cả những hàng Majorap này nè, nó chỉ sản xuất tại China hoặc của Việt Nam thôi nha anh em. Cái này sản xuất tại Việt Nam. Thì cái này em đảm bảo với anh em 100% là em lấy từ thị trường Nhật về. Đó. Tiếp theo là cây số 6. Thì cây số 6 lên cho mọi người vẫn là một cây dòng cần của Majorap. Thì cây này một cây Majorap phôi nano nha nè, phôi carbon nano nè, tên ở đây bài nè, carbon nano đó em mọi người. Dạng carbon sẵn hay da. Bát của nó cũng là bát Majorap nha nè, bát Fuji, bát cũng rất là đẹp luôn nè. Đó, Majorap đây, để size cho anh em xem. Rất là đẹp cái bát. Phôi carbon sẵn nè. Phen cũng là phen K, phen xít nhé. Phen này đánh nước biển là vô tư. Phôi carbon sẵn nano. Thì cần nó có dính keo mọi người. Đây là keo nhé. Lao rồi ra. Phôi carbon sẵn găng gút. Phen bao chuẩn nha anh em, bao lỗi. Thì đâu, bu của nó vẫn là bu chống sắn nha nè, bu chống sắn. Rất là ok luôn. Thì cái này nặng là 97g, đọt 1 ly 2. Thì cái này nó tải dài là 1m95 nha anh em, dài 1m95. Thì cái này nó tải mồi từ 175g đến 7g, độ cứng tương đương với L nè, đó. Tải dây từ 4 đến 8 lb. Rồi giá công khai cây số 2 giá là 2.2 triệu nha anh em, 2.2 triệu cây số 2, cây Majorap phôi nano rất là đẹp.
cây này về lô chẽm là khỏi còn gì bằng. Đó, lô chẽm màu giả. Đó, lô chẽm đến màu giả, lô mực rất là ok nhé. Rồi, tiếp theo lên cho mọi người là cây số 7. Thì cây số 7 lên cho mọi người một cây Majorap Crockett. Đó. Anh em, một cây Majorap Crockett. Thì cây Majorap này nó còn túi nha mọi người, còn túi. Đây, thông số của nó, để em đọc thông số trước cho anh em xem. Thì cây này dài là 1m98 nha anh em, dài 1m98, đọt của nó là 1D5. Thì cái này nó nặng là 98 g. Đó, thì cái này tải môi từ 0.87 từ 0.87g đến 7g, tải như từ 3 đến 7 lb. Đó. Đây, thông số của nó đây, đó. Giá công khai là 2 triệu nha anh em, giá công khai 2 triệu cây số 7, còn túi luôn. Thì cây này phôi cũng rất là đẹp, cực kỳ đẹp, thằng Crockett. Thì đặc điểm của con Crockett này thì bát của nó là bát gỗ nha anh em, bát giả gỗ nè, nó bát giả gỗ mà bát phô xi nha mọi người. Đó, bát phô xi giả gỗ. Rất là đẹp. Đẹp và nó ạ. Đó. Cán là cán 3 khúc đời cao. Đó, cán là cán 3 khúc đời cao, phen là phen xít nha anh em, phen xít, phen ca, phô xi nè. Đó. Carbon sẵn nè, đó. Dòng Crockett nè, carbon sẵn rất là ok nha mọi người. Sẵn rất là đẹp luôn. Phen nó cũng rất là ok. Tất cả phen đều ok cho nha mọi người, bao lỗi, bù chống sẵn. Thì cái này độ cứng tương đương với L thôi nha anh em, tương đương với L thôi, thích hợp cho anh em lưu chẽm. Lô suối, lô mực, cầu tôm, đó. Hành chắp thì ok hết. Rồi giá công khai cây số 7 giá là 2 triệu 2 nhé. Đó, giá cây số 7 giá là 2 triệu nha mọi người. Tiếp theo cây số 8. Thì cây số 8 lên cho mọi người một cây hàng săn hàng. Đó, săn hàng. Thì cây này một cây xi qua của Majorap. Đây nè, đó. Này xin qua có Majorap. Thì cái này dài của nó là 2m11 nha anh em, dài 2m11, nặng là 167g. Đọt của nó là 2L5. Thì cái này tải mồi từ 7 đến 21g, đọt cứng tương đương với M. Tải dây từ 4 đến 6 là dây bia nha anh em, tải dây bia từ 4 đến 6. Thì mọi người thông số nó đây. Phen là phen vẫn là phen Fusica nè mọi người, đó. Tất cả thông số ok, coil carbon. Thì cái này giá công khai là 2 triệu 8 nha anh em. Cây số 8 giá công khai là 2 triệu 8. Hàng cho anh em săn hàng. Đó. Đánh lóc, đánh giá thiệt. Con bò giả ok hết. Coi cái này rất là chuẩn luôn. Test cho anh em xem nè. Đó. Cây này khá cứng nha mọi người. Đó. Phen là phen Fuji, phen K. Đó. Coi pha carbon sẵn ngăn gốc nè. Bát là bát Fuji, Majorap. Sẵn găng gốt cho nè. Đó. Phen cực kỳ chuẩn nha. Bù chống sẵn. Thôi sẵn găng gốt thế này. Khỏi còn gì bằng. Đó. Hàng này về anh em câu lóc, câu chẽm sẵn, câu cá mú, lua, thoải mái. Đó, nó để hình cá leo nè mọi người. Đó. Khỏi chê. Rồi giá công khai cây số 8 giá là 2 triệu 8 nha. Tiếp theo qua đây. Qua đây tiếp theo mọi người lên cho mọi người là cây số 9. Thì cây số 9 em lên cho mọi người một cây cần của qua đây. Thằng Ron. Ron Best. Rồi, Go Best. Thì cây này em lấy từ thị trường Nhật về nhé, hàng nội địa. Fan của là fan ship nha mọi người, fan ship nè. Đó. Phen này chỉ cho anh em là lùa lóc, lùa chẽm rất là ok. Phôi vẫn là phôi carbon sẵn nè. Đó. Sơn một chút kim mình nè. Đó. Cán là cán cán bằng. Bát là bát Fuji, tem vàng, bát sạch bên. Phen kèo ok hết trơn nha mọi người, không lỗi. Phôi rất là chuẩn luôn. Sẵn găng guốc.
Phan Đề Ba đây, rất là đẹp nha. Bu trống sẵn bu xít luôn. Phan xít bu trống sẵn bu xít luôn. Carbon sẵn gân gút. Rồi, thì cái này dài là 2m28 nha anh em, chiều dài rất là chỉnh cho anh em lỗ lóc lỗ chẽm nha. Đọt của nó 1.8, nặng là 150g. Thì cái này tải mồi từ 3.5g đến 17.5g. Độ cứng tương đương với ML nha nè. Độ cứng tầm khoảng ML thôi. Tải dây từ 5 đến 17 lb. Rồi giá cây số 9, giá 1.8 nha mọi người. 1.8 cây số 9. Cây phèn xít nè, rất là đẹp. Tiếp theo cây số 10. Cây số 10 lên cho mọi người một cây cần nội địa, một cây hàng của Smith anh em, dòng Smith Lutos, dòng này dòng nội địa nha anh em, dòng Smith. Thì fan của nó vẫn là fan sheet nha anh em, fan sheet. Phôi vẫn là phôi carbon. Cản là cản mút nha anh em, cản mút Equa. Bát là bát Fuji tem vàng. Đã sứ của nó rất là bóng luôn. Đây nè. Đây cũng vậy. Bóng đẹp cho mọi người. Đề 330 bu xít nha nè, bu xít mới chơi đó. Rất là dày. Thì cây này dài của nó là 2m1 nha nè, dài 2m1, đọt 1.9. Thì cái này nặng là 114g. Thì cái này tải mồi từ 6 đến 21 lb, độ cứng tương đương với ML. Tải dây từ 4 đến 12 lb. Tải mồi từ 6 đến 21g. Tải dây từ 4 đến 12 lb. Rồi giá cây số 10, giá 1.7 nha mọi người. 1.7 cho cây số 10. Về cho anh em đánh lóc, đánh chẻm đó. Luôn màu giả. Đây, test đột công cho anh em luôn nhé. Rồi, tiếp theo qua đây. Cây số 11 và cây số 12. Hai cây này dạng săn hàng. Thì cây số 11 lên cho mọi người một cây cần Ryobi. Thì cây này một cây cắm gốc lỡ nha anh em. Đó, cắm gốc lỡ, hạn chế anh em câu bạo lực nè. Vào đây. Hàng này đánh cực kỳ cảm giác luôn, dạng bạo lực. Phen nó là phen phen Fuji nha anh em, phen Fuji, dạng phen chân cao quá. Dạng chân cao, dạng phen nhất đó mọi người. Đó đây. Đó, phen Fuji lỗ xít thích nha. Đó, lỗ xít thích. Sứ rất là dày. Bù trong sẵn nè, đó. Phôi phôi carbon. Thì cây này có xước sát li ti nè, chốc lớp sơn thôi. Và trong quá trình vận chuyển á, thì cần thì em đảm bảo rồi, cho anh em kiểm tra hàng trước luôn. Nếu lỗi mà không trong clip lên anh em gỡ về nhé. Đó. Đây Fuji. Đây cũng vậy. Một phen từ xa rất là ngầu nhé. Thì cây này một cây cần Ryobi, bát là bát Fuji Gold, phen là phen Fuji, phen xít. Thì cái này nặng là 125g, dài 1m8, đọt 1.8. Thì cái này tải mồi từ 7 đến 40g nha anh em. Đó, tải mồi từ 7 đến 40g. Tải này tải vô từ cho anh em đánh giá thiệt luôn. Đó. Đánh giá thiệt. Dài 1m8. Thì cái này tải dây từ 6 đến 12 14 lb. Chiều dài thu gọn của đọt của nó là 1m18 nha mọi người. Rồi, giá cây số 21, giá là 1.3 nhé. Giá 1.3 cây số 21. Đây, nó đây. Đó. Rất là ngầu nha. Tiếp theo cây số 22. Đó. Giá 1.3 cho cây số 11. Tiếp theo cây số 12. Thì cây số 12 em lên cho mọi người quẳng một cây cần của Ryobi. Đây. Thì hai cây này là hai cây của Korea xuất nhập cho anh em, hàng của Hàn Quốc xuất nhập. Cây này cũng vậy, fan của nó vẫn là fan Fuji, dạng fan cao nè. Fan cho anh em fan biển nè. Rất là bự nha. Đây cũng vậy, loại này ra dây là vô tư luôn đó mọi người. Đó. Thì bu của nó vẫn là bu chống sẵn nha anh em. Đó. Tất cả phen này là phen xít, tất cả phen ok hết chân nha mọi người. Đó. Không lỗi. Bộ phen này ăn tiền, bộ phen này nè. Đó. Đây, từ xa đây, rất là ok. Thì cái này vẫn vậy, nặng là 150g. Thì cái này dài hơn cái kia, cái này dài 2m4 nha anh em, dài 2m14, nặng là 180g. Thì cái này tải mồi từ 10 đến 50g,
rất là chắc nha mọi người, rất là cứng luôn. À, từ 10 đến 50 gram đánh giá thiệt của bộ tư, tải dây từ 8 đến 16 lb, thu gọn chiều dài của đọt là 1m41. Rồi giá công khai cây 12, giá là 1,5 triệu nha mọi người, 1,5 triệu cây số 12, một cây Ryobi đó, thông số nó đây. Đó này đánh lóc và khỏi chê nha mọi người, hàng carbon, à, Lurea nè đó. Rồi tiếp theo qua đây, qua lô cần máy ngang, ba bên này bốn cây cuối cùng nha anh em, bốn cây này bốn cây luôn máy ngang. Thì tiếp theo lên mọi người một cây số 13, một cây luôn máy ngang hàng Abu. Thì cái này độ mới em đánh giá ra tầm khoảng 95-93% nha anh em, rất là mới luôn nè. Đó. Cán bằng nè, cán bằng bát bát Pussy, bát Pussy có chỗ kẹp bát cho máy cho anh em nè. Đó. Tem vàng nha anh em, ba bát Pussy tem vàng, phen là phen xít nha anh em, phen là phen xít nè, dính bụi nè, đó, lao là ga. Nè, phen phen xít, phen Pussy. Phôi cái này vẫn là phôi carbon, cây một cây Abu hết zin, đó. Dòng Abu này rất là nổi tiếng luôn, bu xít nè, đó. Cây này về anh em đánh lóc được nè. Rất là ok nhé. Thì cây một cây càng Abu nặng 135 gram, đọt 1 đi 6. Thì cái này dài là 1m98. Thì cái này tải mồi tải dây từ 6 đến 16 lb, tải mồi từ 5.25 gram đến 21 gram. Rồi giá cây số 13, giá 1,4 triệu nha anh em. À, giá 1,4 triệu cây số 13. Đây, thông số tải mồi. Đó. Gần rất là đẹp nhá. Tiếp theo cây số 14. Cây 14 lên cho mọi người một cây cần của Mayrap. Thì cái này một cây hàng Corkit. Đây mọi người, hàng Corkit. Thì cây này độ cứng của nó, độ cứng M nha anh em. Độ cứng M, dài là 1m98. Đây, hàng Corkit. Thì đặc điểm hàng co kết chúng ta đã nói rồi, bát của nó là cái bát gỗ nè mọi người, bát gỗ rất là đẹp nhá. Đây Pussy, phôi carbon nè, phen là phen bóm nha anh em, phen bóm phen Pussy đó. Rất là đẹp luôn, co kết carbon sẵn là sẵn răng guốc nè. Đó. Bu chống sẵn hàng carbon. Chê đâu được. Thì cái này nặng là 125 gram, đọt 1 đi 8, dài 1m98. Thì cái này tải mồi từ 7 đến 21 gram. Chỉnh anh em câu lóc nha, câu lóc đánh giá thiệt. Tải giếm dây từ 10 đến 16 lb, giá công khai cây số 14, giá là 2 triệu. Tiếp theo và cây số 15. Thì cây số 15 lên cho mọi người một cây cần chỉnh cho anh em săn hàng luôn. Đó, săn hàng tính nhanh giá thiệt lóc gần. Thì cây này một cây cần Majorap hàng Bennett. Đây Bennett Cross. Majorap Bennett Cross. Thì cái này dài 2m1, độ cứng là độ cứng ít nha anh em, dài 2m1, độ cứng ít. Thì cái này tải mồi từ 10.5 gram đến 84 gram. Đó, phôi carbon sẵn là găng guốc luôn, gờ vô nhắm tay luôn, phen là phen Pussy, phen xít, bát là bát Pussy Mayagrap. Cái này chỉnh cho anh em săn lóc gừng đó, rất là đẹp. Thì cái này em search trên mạng nó đâu đó ra tầm khoảng 285 đô, hoặc là tầm khoảng 5 triệu từ Việt Nam em ơi. Hồi khúc nói là bù chống sắn, bù chết luôn nha, đặt bò sắn nè đó. Rất là chắc cái lượng luôn, phèn xếp thích cho mọi người, phèn xếp thích khỏi chê cái bột hôi. Đó. Thì cái này nặng là 150 gram, đọt là 2 ly 4, dài 2m1.
thì cái này mọi cái này tải màu từ 10.5 gram đến 84 gram, tải dây từ 14 đến 30 lb, tập khoảng 15 kg. Rồi giá công khai cái số 15, giá công khai là 2 triệu 8 nha anh em, 2 triệu 8 cái số 15 à, rất là cứng nha anh em, rất là cứng luôn, săn lóc gần vô tư. Tiếp theo cây số 16, cây số 16 lên cho mọi người quẳng một cây hàng cho anh em săn lóc gần. Thì cây số 16 lên cho mọi người một cây hàng chiều dài rất là hiếm luôn. Thì cây số 16 nó dài là 2m37 nha anh em, dài 2m37 cần mấy ngang đó, chiều dài rất là hiếm so với cần mấy ngang. Phôi vẫn là phôi cặp bo sẵn găng guốc nè, dạng sẵn này sẵn hai da nha anh em, rất là đẹp luôn. Thì cây một cây Majorgrab Arrot nha anh em, hồng hàng Majorgrab Arrot đây. Thì cái này cứng ít thắt nha anh em, cái này cứng ít thắt thôi, cứng gần đó, phôi sẵn găng guốc phan xít nha mọi người, phan xít bu chống sẵn carbon sẵn là gắn guốc đây. Đó, cái này đánh nhái thiệt lóc gừng săn hàng hết chỗ chơi rất là đẹp nhá. Thì cái này nặng là 145 gram, đọt là 2 ly 3. Thì cái này dài là 2m37, chiều dài cực kỳ hiếm, tải mồi từ 10 đến 42 gram, tải dây từ 10 đến 25 lb. Rồi cây số 16 giá công khai là 2 triệu 8 nha anh em, 2 triệu 8 cây số 16, một cây hàng khá là ok nha mọi người. Rồi đó, tổng cộng 16 cái cần em lên cho hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt lại số điện thoại tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi cảm ơn anh em.